À, được ông em cho một túi gạo thơm ST25 không ướp tẩm chất cấm, kiểm soát quá trình gieo trồng và chăm sóc gạo đều đồng nhất thơm ngon. Đấy. Tết nhất có người cho quà. Hạn sử dụng đây, ngày sản xuất đây. Đấy. Một năm. ST25 lần đầu tiên ăn cái gạo này các bác ạ. Ông em cùng nghề cho ăn 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 tiếp. Rồi em sẽ cắt ra để xem hạt hạt gạo xem thế nào. Hạt gạo như thế nào các bác ạ? Đây hạt gạo đây các bác, đồng đều giống nhau luôn đúng không? Hạt gạo rất là dài đó. Và ông ấy hướng dẫn là đổ ít nước thôi. Đấy, đổ ít nước thôi, hướng dẫn sử dụng xem trên bao bì đó. Sản phẩm đây, nấu đây, nồi cơm điện này, vo gạo một lần, cho nước theo thể tỷ lệ 1:1, nước lau khô rồi cắm điện, nhấn nút cơm, dùng cơm ngon khi còn nóng. Đấy, tỉnh Tiền Giang. Chà chà, về phải test luôn các bác ạ. ST25 đây, bên ngoài nhìn nhìn nó như thế này. Đấy, không cần tháo ra, nhìn bên ngoài này. Đây, em phải cho ông bà ngoại nửa để ăn thử, mang về một nửa.